Nè. Hôm đi tao nói là đi về đâu. Đi đêm tối. Của em xong rồi. Vừa nhát vừa yếu mà còn vừa xấu nữa. Nói gì? Ai nói tao nhát tao xấu yếu hả? Đẹp gái thế này ha, đưa nó cùng cũ thế này, mười con trâu tao bằng một đường uống gì bả? Đúng nè, nhưng mà bây giờ để chứng minh chị với em chơi đấu vật đi. Đưa sao? Bây giờ là chị vật được tay em xuống là em sẽ đưa chị 200 ngàn là chị thắng, còn nếu mà chị thua chị chỉ đưa lại em 100 thôi. Ok nè, em bỏ ra 200 thì chị bỏ ra 100 đi. Ok. Yeah, boy. Đưa tay đây. Bây giờ mình chơi là em khi nào mà em đếm 1, 2, 3 bắt đầu nha. Rồi. Hiểu chưa? Mày xong rồi. Rồi bắt đầu nha. Nha. Hôm nay tao một. Em xong rồi. Tiền của chị á. Ai ơi mày.